chiếc xe rơ móc đang chở rất nhiều xi măng và đang xuống xi măng đây rồi. Khối động cơ máy 24, con xe này gióng mới giá thành 65 triệu đồng.
tài xế của chúng ta phải quay đầu rồi đấy. Rất là khó thì quay đầu ở cái chỗ dưới này. Thank you.
xe trong lòng một tối trong buổi chiều hôm nay các bạn nhé. Buổi chiều hôm nay trời rất là nắng, trở lại với chiếc trong lòng một tối. Các bạn có thấy chiếc xe này có quả lốp trước là 592 này, 592 trang bị một cụt trợ bục lái. Xe được trang bị thanh dầu. Đây là lốp sau của em nó 650-16. Chiếc xe được trang bị nhíp 2 tầng, cầu khá là to các bạn nhé. Quả này lùi trông rất là cũ. Đằng sau cũng được trang bị hai fork giảm chấn. Đấy, đèn đóm xi nhan cũng vỡ hết rồi các bạn này. Các bạn thấy đống đèn đóm xi nhan. Trang bị một ắc quy 100 AH này. Một bộ đề. Đấy, đề đóm phát điện đầy đủ hết các bạn nhé. Con này thùng be ván 1,5 khối các bạn nhé.